Ok anh em, mình là Phong. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại với Phong Bổng TV. Và mình là Phong Bổng đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em một tip tập full body tại nhà cũng như là không dụng cụ nhá. Thì mình chính là Phong và mình chỉ tập gọi là tại nhà cũng như là không gian phòng nhá. Và body của mình đều là tập tại nhà. Ok. Thì ngày hôm nay mình sẽ ra cho anh em một tip những cái bài mà mình rất hay tập để chúng ta nghỉ. Khi chúng ta nghỉ nhiều trong những ngày ấy, thì chúng ta sẽ tập full body vào một buổi thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào nhé. Ok anh em, thì đầu tiên chúng ta sẽ có một bài rất là bình thường cho anh em. Đó chính là mình sẽ tập push-up với một biến thể khác. Đó chính là push-up và bật lên. Đó chính là bluefe nhé. Ok. Thế mọi người cái này sẽ bật cả tốc độ và sức mạnh của anh em. Bật lên. Đó, mọi người. Bật lên, cái này vừa đốt mỡ cho anh em và và ta sẽ tìm cho anh em. Ok. Nè em ơi. Rồi em. Ok. Giờ là 10 rep. Bluefe. Chúng ta chống đẩy xuống, không người lên và bật lên. Thôi, một bài khởi động rất là ok cho anh em. Nếu mà chúng ta khởi động với bài này, chúng ta sẽ tăng được sức khỏe, sức bền cũng như là sức bật của anh em và khi chúng ta cũng phải hơn. Ok, chúng ta sẽ nghỉ khoảng tầm 15, 20, 25 và 30 giây một bài nhé. Anh em, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một bài chống đẩy với biến thể khác. Đó chính là ta chấm đẩy để mà chân lên và hút 10 rep. Đầu lên. Nhấc một chân ra và tập. Ok anh em, thì hai bài này. Rồi tiếp theo sẽ đến một bài tập với một biên độ gọi là sức bật và cardio cũng như là chân nhá. Ok. Ok, bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu. Lắng. Chậm lại. Lăn. Và bật người. Lăn nhanh. Lăng này chúng ta tập khoảng mỗi bên 15 rep và hoặc là 20 rep mỗi bên nhá. Sẽ là 40 rep và 30 rep cho anh em mới tập. Ok. Đi bài tiếp theo nhá. Chúng ta sẽ có một bài cho ngực dưới. Cũng như tất cả những người mới tập được bài này nhá. Bài này chúng ta tập khoảng tầm 15 rep hoặc là 20 rep cho một bài nhá. Thì bài này là bài nhẹ. Tập nhiều một chút thì nó sẽ hiệu quả hơn. Ok. Nhưng chúng ta vẫn chú ý form. Kỹ thuật mình nhá. Và chúng ta có 10 rep cho một bài tập rất đơn giản cũng như là anh em đều có thể tập được. Vì vậy là tác động từ người dưới chúng ta khi chúng ta không dụng cụ mới tập bên dưới thì bài này sẽ hiệu quả nhất cho những người mới tập nhé. Ok, giờ chúng ta sẽ nghỉ khoảng tầm 15 giây đến 20 giây để sang bài tiếp theo nhé. Bài tiếp theo chúng ta sẽ sang đến một bài chúng ta sẽ kéo xà nha mọi người, kéo xà để cho tác động một cơ một vài lần. Ok, thì
5 4 3 2 3 tập thôi. Ok. Pull up. Ok. Grab. Chúng ta có 10 rep kéo xa pull up, chúng ta tác động vào cơ số vai. Nhớ ok, chúng ta đã có khoảng tầm một bài cho cardio như là chân, hai bài ngực và một bài deadlift, cũng như là bây giờ sẽ là một bài vai. Ok, tiếp theo chúng ta thêm một bài vai nữa, chúng ta sẽ cập cơ cả sau này. Ok, chúng ta có thể đi một thứ như là một cái như này, chúng ta sẽ chỉ form. Bàn ghế chúng ta có thể nằm ngang ra, không cần phải cái này nhé, lấy bàn lấy ghế anh em có thể nằm xuống, nó giống như thế này này, tăng cao đấy. Ok, chúng ta có 10 rep cho Australian pull up. Chúng ta có thể lấy ghế hoặc bàn hoặc của chúng ta để người ngang xuống và kéo thế thôi. Okay. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt cho tay trái của chúng ta nhé. Chỉ chúng ta có chair dip hoặc là chúng ta có thể tập diamond push up. Ok, diamond. Ok, tôi có 10 rep, đây là giúp thay đổi vào. Tại sao cho anh em? Xem đây, xem đây. Chúng ta sẽ đến bài tiếp theo. Nhà chạy đi. Ok, một bài tập rất là ok. Cái tại sao nhá. Nghỉ 15 giây cho 20 đến 20 giây để tập sang bài tiếp theo nhá. Tiếp theo này chúng ta sẽ đi với một bài share deep từ sau cho mọi người để ra cho ta và thế. Nó có 10 rep cho share deep. Ok, chúng ta sẽ đến bài tiếp theo. Chúng ta tập cho một chút ngực trên nhá. Đó. Hiện tại chúng ta đã có khoảng tầm cardio kéo xa xô vai này, ngực. Tại sao chúng ta đã có rồi? Bây giờ chúng ta sẽ thêm một đoạn chút như này ngực trên của chúng ta nữa. Chúng ta có được trên và giờ chúng ta sẽ thêm một chút tập bụng cho anh em nhá. Chúng ta sẽ tập bụng đó, chúng ta sẽ đến 1-2 bài để tập cho bụng chúng ta chắc khỏe hơn cũng như là mạnh hơn để chúng ta tập được nhiều thứ khác như là thực kín hoặc là những thứ hơn thế nhá. Ok, chúng ta có thể làm cái gì đó, ta giải ra, chúng ta làm lên nhá, mình cho này gá này, chúng ta giải lên, ok.
Đầu tiên là tôi sẽ tập một vật bụng dưới cho anh em nhé. Hai bài tập bụng cũng như là tập cho tất cả nhóm cơ bụng của anh em chỉ với hai bài này thôi đó, chúng ta sẽ không phải tập nhiều. Ok, sau đó tiếp theo chúng ta sẽ đến một bài tập chân nhá. Ok, đây là một bài tập chân. Bài tập cuối cùng chúng ta sẽ có là bài tập chân. 5 đây chính là tất cả những cái bài mà mình tập full body cũng như là toàn bộ cơ thể mình nhá, cũng như là ngực, tay sau và vai của mình nhá. Đó, mọi người thấy là hơi tập xong rồi, cơ bắp cơ sẽ được tăng ra và to lên. Đó, nếu mà mọi người tập theo phương pháp của mình thì nó sẽ được hiệu quả cho anh em tập tại nhà nhá. Ok, thì nếu mọi người thấy video là hay cho mình một like và share cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Mọi người có thể đóng góp tất cả những ý kiến để mình có thể rep anh em, cũng như là ra video và những cái ý kiến của anh em nhá, về video của mình nhá. Thì ok, bây giờ thì xin chào và tạm biệt mọi người.